Đây, hôm nay mẹ đi đám giỗ về có mang quà cho mấy con ăn nè. Ta-da! Ăn nguyên con cá luôn. Nay mẹ đi đám giỗ về tụi con trúng mánh luôn nha. Bông ơi, lại đây con. Bông ơi, trai của mẹ. Lại đây, lại đây. Ăn với em nè, hai anh em ăn đi. Xong rồi có khô mực nữa nè, xương gà nữa nè. Nay con ăn đã luôn nha. Ăn không? Khô mực đó con. Win đâu anh? Win. Ồ, có khô mực ăn ngon quá nha. Ăn không? Chờ. Nè, không chịu gì ăn cá nè. Cá nè anh trai. Win, để đây con. Để đây mẹ cho ăn nè con. Đó, hôm nay mẹ đi đang đám giỗ chất lượng không? Trời ơi, cho gái cưng của mẹ nè. Bông bông bông, để con. Tụi con ăn đi. Nè tụi con tự ăn đi nè. Tự ăn đi, đợi mẹ đút nữa. Bởi cho ăn đút quen rồi cái giờ tự ăn là không chịu tự ăn đâu. Nè tụi con tự ăn đi, mẹ đi tắm nè. Bông bông đây nè con. Win. Em chào, em chào. Mấy đứa con ăn ăn không biết tự ăn gì hết trơn á. Ăn ngon không? Trái cưng của mẹ. Ngon không? Ngon quá hả? Nay mẹ đi đám giỗ bắt cô chú cho mẹ đó. Mẹ về cho tụi con nè. Bạn gái. Ngon quá ha. Bông Bông ơi, em chào, em chào. Đây là con trai. Bình thường mẹ cho ăn cá hấp không? Hôm nay ăn cá lạ hả con? Ngon không? Các con nói là ngon, con cảm ơn mẹ. Thì mẹ sẽ nói cảm ơn cô chú. Cô chú cho mẹ về mẹ mới có đồ cho tụi con ăn á. Thấy không? Bông 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 bông
Rồi bông no rồi đó. Rồi chúc tụi con tự ăn nha. Mẹ đi tắm đây. Tự ăn đi. Rồi ăn ngoan nha, cô đi vô nha.